hai bên đều sẽ có những sự điều chỉnh người. Khá nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng mở tỷ số đầu tiên đã đến ở trận này dành cho các cầu thủ của Hàm Rồng. 1-0 dành cho đội bóng Hàm Rồng. Và bóng vàng phòng ngự của Đào Duy Từ đã thi đấu không có tính nhất quán với nhau. Và lần này tỷ số được mở 1-0 dành cho các cầu thủ của FC Hàm Rồng. Nó đến từ pha cầm bóng và phối hợp không tốt giữa những cầu thủ chơi ở vị trí hàng phòng ngự. Đội trưởng Xuân Thắng đã cực kỳ khôn ngoan. Có lẽ đây là tình huống đốt lưới nhà đến từ cầu thủ của Đào Duy Từ. 1-0 dành cho Hàm Rồng. Phạt đưa vào từ chấm đá phạt góc của Văn Hợp. Không có một cầu thủ nào có mặt ở tuyến hai cả. Xuân Thắng phản công dành cho Hàm Rồng. Vẫn là Nguyễn Xuân Thắng. Xuân Thắng chống biên. Đặng Việt Hưng. Vào! 2-0 dành cho Hàm Rồng. Và đá tuyệt vời của Đặng Việt Hưng nâng tỷ số với trận đấu ở ngày hôm nay đến thành 2-0 dành cho FC Hàm Rồng. Những bàn chuyển trạng thái tuyệt vời của Hàm Rồng ở trận đấu này. Lần này là một niềm vui khôn xiết của những cổ động viên dành cho FC Hàm Rồng. Cú đá góc hẹp và cú bẻ lòng tuyệt vời của Đặng Việt Hưng. Bóng đi lên nóc lưới và không có một cầu nào dành cho Văn Cường cả. 2-0 dành cho Hàm Rồng ở trận đấu này. Phan Văn Hùng cài đè tốt, xoay người không được. Nhưng tiếng còi của trọng tài lần này đã cất lên. Chắc chắn rồi sẽ là phạt đền dành cho Đào Duy Từ. Đúng là Đào Duy Từ họ cũng đã nỗ lực. Nỗ lực tuyệt vời của những cầu thủ bên phía Đào Duy Từ. Văn Thành sẽ là người đứng trước cú đá phạt đền này. Cú đá của Văn Thành không có một cầu nào cả. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Đào Duy Từ. Sự manh nha của Đào Duy Từ cuối cùng cũng đã thành công. Khi mà họ cũng đã có được bàn rút ngắn tỷ số. Cú đá phạt đền lạnh lùng của Lê Văn Thành rất nhẹ nhàng. Cái lòng trong chân phải rất ngoan của Văn Thành. Để bóng sang một góc rất khó. Và cài đè cực kỳ hay của Hiền Chuối. Tiếp tục là Hiền Chuối. Dứt điểm. Vào! 2-2. 2-2 dành cho Đào Duy Từ. Tuyệt vời. Lần này là cú đúp của Lê Văn Thành. Tình huống băng cắt như là một vận động viên quốc gia vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bàn thắng quý như vàng. Quý bằng vàng 10 ở trận này của Đào Duy Từ. Lê Văn Thành băng vào và dứt điểm. Và nó còn đẹp hơn bao giờ hết khi mà đây là bàn gỡ hòa để sốc lại tinh thần dành cho Đào Duy Từ. Bóng lọt qua được khe chân của thủ môn bên phía Hàm Rồng. Xuân Thắng. Xuân Thắng. Vào! 3-2 dành cho Hàm Rồng. Có lẽ là đối với những người lạc quan nhất ở trận này, họ cũng không thể nghĩ được là trong những phút đầu của hiệp 2 lại có nhiều kịch tính và cao trào đến như vậy. Đào Duy Từ đã có bàn thứ hai và một lần nữa thì Hàm Rồng đã khiến cho Đào Duy Từ ở thời điểm này tiếp tục phải giải một bài toán khó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại, đây được xem như là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Bàn thắng làm nức lòng người hâm mộ của đội trưởng Nguyễn Xuân Thắng. Tình huống đỡ bóng bước một và xoay người dứt điểm. Đẳng cấp như Robin Van Persie vậy của Nguyễn Xuân Thắng. Và có lẽ cũng sẽ cần phải tận dụng từ những tình huống bóng cố định thế này. Ngọc Tú dứt điểm. Văn Thành. Như vậy là tỷ số được của mình 3-3. 3-3 dành cho Đào Duy Từ. Xuân Thắng của Hàm Rồng đã lên tiếng bằng một cú đúp. Và Đào Duy Từ thì ngày hôm nay cũng tìm ra được một siêu anh hùng. Một siêu anh hùng mang tên Lê Văn Thành. 3 bàn đến nhanh như chớp dành cho Đào Duy Từ. Và dứt điểm trước tâm bóng của Ngọc Tú. Và với một quyết tâm và nỗ lực tuyệt vời, Lê Văn Thành đã đưa đội bóng vào lưới của Hàm Rồng lần thứ 3. 3-3 ở trận này dành cho Đào Duy Từ. Dương Vĩnh Thiện. Hoài Nam. Văn Thành. Dứt điểm. Cầu vào vẫn còn. Tuyệt vời. Tuyệt vời và đó là Hoài Nam. Hoài Nam. Ngày hôm nay thì cổ động viên của Đào Duy Từ sẽ phải nhớ đến cái tên này. 4-3 dành cho Đào Duy Từ. Và đó là Hoài Nam. Sự có bàn kịp thời và đúng thời điểm của Hoài Nam. Mọi thứ nó đến từ đường truyền của Lê Văn Thành. Cú đá của Văn Hợp là rất tốt. Thủ môn Văn Tuấn đã không thể ôm gọn được trái bóng vào lòng. Hoài Nam đã có mặt đúng vị trí, đúng lúc và đúng thời điểm để có thể làm tung bành lưới của Hàm Rồng lần thứ tư ở trận đấu này. Đến từ những tình huống dứt điểm đến các cầu thủ bên phía đội bóng Đông Công.
Lại là một tình huống chuyền bóng hay, và lần này thì không thể nào tránh khỏi được bàn đua. Một tình huống ghi bàn, sau đó là một tình huống ăn mừng đến từ Xuân Chiến. Một pha bóng mà dù cho thủ thành bên phía đội bóng Trung Ngọc Hội Đồng Nguyễn Trãi có xuất sắc như thế nào thì cũng không thể cản phá được tình huống dứt điểm vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại một tình huống tấn công vô cùng bài bản. Đường chuyền là rất tốt. Sau đó là một tình huống dứt điểm một chạm, một tình huống dứt điểm không cần nhìn khung thành đến từ Xuân Chiến. Và một tình huống ăn mừng, một tình huống ăn mừng rất cuồng nhiệt đến từ đội trưởng bên phía đội bóng Đông Cống. Chúng ta cùng xem lại người đưa ra đường chuyền, người ra đường chuyền như đặt dành cho Xuân Chiến, đó là cầu thủ số 20 Duy Hoàn. Đội bóng Đông Cống thực sự họ đang rất quyết tâm ở trong trận đấu này để có thể xử lý bóng và đưa ra những tình huống chuyền bóng bất ngờ dành cho các cầu thủ đang thi đấu ở tuyến trên. Đánh đâu, và lần hiếm hoi ở trong trận đấu này, Hồng Sáng thoát được hàng phòng ngự bên phía đội bóng Đông Cống, và chính thức anh lên tiếng giúp cho đội bóng bên phía Trung học phổ thông Nguyễn Trãi họ có được bàn đá sàn bằng cách biệt. Một tình huống phối hợp như đá tập đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Chúng ta cùng xem lại bàn đá này, đường chuyền từ phần sân nhà, và sau đó là Đình Thủy có cho mình một tình huống chèo bóng như đặt dành cho Hồng Sáng. Một pha bóng mà Ngọc Thủy bên phía đội bóng Đông Cống không thể nào theo kèm được số 11. Và anh có cho mình một tình huống đánh đầu cận thành, một tình huống đánh đầu rất thoải mái với một vị trí mà không ai theo kèm. Một tình huống phối hợp quá hay đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Trung học phổ thông Nguyễn Trãi ở trong tình huống vừa rồi. Tỷ số bây giờ được đưa về vạch xuất phát 1-1. Hào Thành đang có cho mình được một sự tự tin rất lớn ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Phạm Lê Dương qua người hay cô. Đó là sự xuất sắc đến từ tiền đạo bên phía đội bóng Đông Cống. Cái tên được trông chờ nhất trong đội hình của Đông Cống ở mùa giải năm nay. Phạm Lê Dương là người lên tiếng giúp cho đội bóng Đông Cống có lần thứ hai vươn lên dẫn trước ở trong cuộc đối đầu này. Một tình huống cài người, một tình huống che bóng khôn ngoan, một tình huống che chắn để có thể loại bỏ được hậu vệ Thanh Hưng bên phía đội bóng Trung Ngọc Phổ Thông Nguyễn Trãi, và sau đó đưa ra một tình huống dứt điểm lạnh lùng, một tình huống dứt điểm mà khiến cho Ngọc Thành phải trao thua. Và tỷ số bây giờ là 2-1. Tiếp tục là lợi thế dẫn trước dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đông Cống. Chúng ta cùng xem lại một pha xoay sở rất hay đến từ Phạm Lê Dương. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 29 của trận đấu này.